RichChoi. And Megazetz. VINAGANG, 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 Anh em mình là cái gì đây? Yeah, anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình là cái gì nào? Yeah, anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì vậy? What? Anh em mình là lũ mắt dậy. Yeah, cả anh về với chúng là tổ lái. Thì mình chỉ có việc và bỏ xe. Cầm đồ trên tay anh em còn đang gọi. Mẹ mẹ con phải đi cứu giúp bạn bè. Bên em nắng rồi, bên anh thì vẫn mưa. Em thương ai rồi, còn anh thì vẫn chưa. Con trai chỉ sợ làm cho nước mắt mẹ rồi. Còn nó thích lúc nào thì cũng có thể ăn chơi. VINAGANG, 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 anh em mình là cái gì đây? Yeah, anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình là cái gì nào? Yeah, anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì vậy? What? Anh em mình là lũ mắt dậy. Trong cà phê anh là chàng tỷ phú. Tiền con lũ anh là chú xe ôm. Yêu em không phải để lên giường. Yêu em là để đối phương mà kết hôn luôn. Con trai nợ cha một sự nghiệp. Con trai đang đợi mẹ một nàng dâu. Nhiều thằng khẩu Phật mà tâm là xúc Phật. Thấy hoa rơi của Phật là vạn vật đều phải cúi đầu. Em là cô bé vàng trong làng ngập đá. Anh là chú thỏ nhỏ trong mỏ kẹo ke. Sống ở đời đương khách hạng quá, không có lúc bàn cờ mấy con tốt lại đuổi xe. Người trong hoa hoài không mọc. Cảnh vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Có phải bố em là dân tổ nên đã dạy em học úp việc ở tim anh? VINAGANG, 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 Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Anh em